Tưởng đâu bất tử, ai ngờ cái ngày này cũng tới. Thấy mệt mệt trong người, test một cái ra hai vạch. Giờ phải tự cách ly 7 ngày ở phòng. Cũng hên là hai mẹ con Subo là ở trên ngoại quá giờ, cho nên mình cũng ít tiếp xúc. Đi hiếu mẹ Subo, tôi nghe tin mình bị Covid, lật đật chạy mua một bịch lương thực quá trời đồ. Rồi có sả, có chanh nữa nè. Mấy cái thứ này là không thể nào thiếu được, rất quan trọng cho người Covid. Một cái bịch cháo của Subo. Đó giờ một lần mà Subo ăn cháo còn dư là lúc nào mình cũng ăn đó. Trời ơi, nhớ Subo ăn trái dầu gió nó dành xong nữa nè. Trứng, mì tôm, bánh canh, đủ thứ đồ hết đó các bạn ơi. Rồi thêm quá trời đồ ăn, mở tủ lạnh luôn, chừng nào đói vậy mình nấu cơm mình ăn. Lần này chính thức là biết được cái cảm giác của người bị Covid nó làm sao luôn. Phải nói cực kỳ khó chịu luôn các bạn. Đây là buổi tối đầu tiên sau khi test xong về. Nói chung là nó rất là mệt luôn, nóng lạnh các bạn ơi. Ở bên ngoài sờ vô giống như lửa đốt vậy, nhưng mà bên trong nó lạnh, lạnh cực kỳ lạnh luôn. Đắp mấy cái mền nó cũng vậy thôi, nó rất là lạnh, rất khó chịu luôn. Lúc này là mới test xong về, nằm giỏng á. Chưa cũng chưa có uống thuốc gì đâu, lát nữa mới uống các bạn. Đây là những cái viên thuốc đầu tiên mình uống nè. Cũng không biết bị sao nhưng mà lúc uống thuốc thì nó cứ nghẹn hoài, nó mắc nghẹn nước á. Nuốt không có xuống luôn. Một phần là nghẹt mũi, đỡ cái là mình không có ho các bạn. Thôi giờ chắc mình nói chuyện hết nổi rồi. Chắc uống thuốc xong rồi đắp mền tắt điện đi ngủ luôn các bạn ơi. Sáng nay là ngày thứ hai rồi các bạn ơi. Chiều tối hôm qua nó mới đuối, nó mới mệt. Tối hôm qua nó làm nóng lạnh á. Trời ơi, lạnh quá trời lạnh luôn. Ở ngoài thì nóng như lửa, giờ ở trong là lạnh như băng vậy á. Chịu không nổi, nó đắp mền mà vẫn còn lạnh. Mà mặc dù ở ngoài nó nóng, lần đầu tiên không biết cảm giác gì. Đây sáng nay, sáng là ngày thứ hai, nó đỡ rất là nhiều. Thì mình đang ngồi mình lặt mấy cái củ hành tím á. Vợ mình mua cho mình mấy củ hành tím ăn cho tăng sức đề kháng. Lát nữa mua thêm hủ tỏi nữa. Thực sự luôn là những cái người mà đang bị Covid á, ăn tỏi ăn hành nó rất là tốt luôn các bạn, nó tăng sức đề kháng rất là mạnh. Bạn nào ăn được là cứ ăn nha. Lát nữa mình xong xuôi hết mình sẽ uống thuốc, một ngày uống 3 lần á. Và có gì mình chia sẻ tiếp cho các bạn nha. Sau một hồi thì mình lột vỏ được mớ hành đây các bạn ơi. Ăn rất là thơm, hành tím này rất là ngon luôn á. Rồi tới giờ uống thuốc các bạn ơi. Đây, một mớ thuốc luôn nè. Trong đây nó có thuốc tan đàm rồi hạ sốt rồi. Rất là nhiều loại luôn các bạn. Mà hạ sốt rồi đó. Mà đặc biệt là phải làm theo đúng cái chỉ định trong này. Đỡ một cái là có cái sự hướng dẫn ở trong này nè. Một ngày uống một viên hay là uống mấy lần rồi đó. Đó, mình cứ theo đó mình uống thôi. Bây giờ tới cái công đoạn ăn sáng các bạn ơi, bây giờ chọn món không biết ăn cái món nào đây. 3-4 món luôn. Mì lẩu thái, tôm chua cay rồi, hảo hảo, sườn heo, tỏi phi, ớt. Trời ơi, tội ơi, vợ mình ngày hôm qua mua cho mình một mớ lương thực luôn các bạn. Có trứng ở trong tủ lạnh nữa. Rồi, ta làm gói lẩu thái đi, cho nó đặc biệt đi. Với ớt với hành tím hồi nãy mình lột ra, với trứng nữa. Rồi, bây giờ ăn sáng nha các bạn ơi. Nói chung á là tinh thần nó rất là quan trọng luôn các bạn, mình cứ lạc quan đi rồi sẽ mau khỏe thôi. Mời tất cả các bạn ăn sáng với mình nha. Mì tôm nhưng mà nó cũng đầy đủ chất trong này, mình bỏ đủ thứ đồ vô đó. Sáng nay là ngày thứ hai rồi. Rồi đây là mình đợt này mình mới cảm nhận được cái cảm giác của cái người mà bị Covid nó làm sao. Thật sự. Rồi mình chia sẻ với các bạn là thứ nhất là phải để cho cái phòng mình nó thoáng mát chút, nó đừng có bịt bùng quá. Thứ hai cái tinh thần nó phải quan trọng, tinh thần cực kỳ quan trọng luôn. Lạc quan nó thoải mái lên. Ăn uống, uống thuốc, uống nước nhiều lên. Đừng có sợ, càng lo là càng chết á. Rồi tiếp một cái nữa là tuyệt đối là đừng có tắm nha các bạn. Tối hôm qua mình cũng nhúng ướt cái khăn mình lau người xong mình xong xả với dầu gió xong á, xong tới đâu mình lau tới đó. Đó mồ hôi nó khỏe, nó ra mồ hôi nó cực kỳ khỏe luôn. Cho trước khi xong là mình đắm đuối luôn á, trước khi xong là mình bị nóng lạnh á. Trời cảm giác chịu không nổi các bạn ơi. Nhưng mà xong xong rồi hít mũi rồi, một hồi lúc đầu nó nghẹt mũi.
bắt đầu xong xong xả xong á thì mình nó thoáng lại, lúc nó mới ngủ ngon, ngủ được, ngủ rất là ngủ rất là sớm luôn. Đó, mình chia sẻ cho các bạn là thứ nhất là đừng có tắm lao thôi, bởi vì sợ nhất là khi mà cơ thể đang bệnh Covid mà nó nhiễm lạnh vô cực kỳ nguy hiểm, người ta gọi là bị hàn á, rất là nguy hiểm nha, đừng có tắm, rồi đừng có ra gió nữa. Nhưng mà cứ phòng không phải là để bên bùng, mình vẫn để cho ánh sáng nó thoáng một chút, rồi mình phải vận động thường xuyên, mình làm công việc, rồi mình vòng vòng trong nhà thì mình làm công việc, mình rửa chén hay là giặt đồ, làm bất cứ cái gì cũng được, miễn sao có cái sự vận động thôi. Và tiếp theo là tinh thần phải cực kỳ lạc quan, thoải mái, đừng có lo sợ gì hết. Hiện tại bây giờ các bạn biết mình sợ nhất là gì không? Mình sợ là ảnh hưởng tới con mình thôi, số bo đó, nó quá nhỏ. Rồi ngày hôm qua mình bị dính Covid thì hai mẹ con bé Hiếu với Subo lên cách lên trên ngoại ở luôn rồi, hơn là mình bữa giờ mình không tiếp xúc, hơn là qua giờ cũng không tiếp xúc á, thấy vậy thôi, hai mẹ con ở trên đó luôn, nhưng mà ít ngày nữa cũng phải test cho nó kỹ chứ. Nên còn gì nữa không ta? Rồi bữa nay là ngày thứ hai rồi đó, sáng giờ mình chia sẻ cho các bạn là một số điều gì đó trong ngày thứ hai, rồi mình kết thúc video tại đây nha, rồi qua ngày thứ ba thứ tư gì đó mình sẽ tiếp tục up video đó, cập nhật cái tình hình của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Rồi giờ mình ăn sáng rồi, chắc mình làm công việc nghỉ ngơi thôi, còn lỡ có cái gì đó mà nó đột xuất cho đó mình tiếp tục mình chia sẻ nha. Tạm biệt tất cả các bạn nha, chào tất cả các bạn, nhớ giữ sức khỏe đừng giống như mình.